Khi chúng em kể chuyện Bác Hồ, đầu tiên em xin gửi lời chào đến các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đào Quỳnh Phi, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Võ PA, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau đây, em xin phép được bắt đầu phần dự thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ. Cảm ơn sự lắng nghe của tất cả mọi người và em xin gửi